Chào mừng các bạn đến với kênh tin tức cập nhật về thị trường ô tô xe máy trong nước và quốc tế của Auto Việt Nam. Và ngay bây giờ chúng tôi sẽ điểm qua một số thông tin, tin tức rất nóng của thị trường ô tô trong nước với những tin chính sau đây. Theo Dinh.vn, Toyota Innova phiên bản nâng cấp sẽ ra mắt vào năm 2021. Và để đến với tin tức đầu tiên, các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất được cập nhật về thị trường ô tô xe máy trong nước và quốc tế. Xin cảm ơn! Phiên bản nâng cấp của Toyota Innova Crysta Innova tại Việt Nam sẽ được ra mắt tại Ấn Độ vào năm 2021. Chiếc xe MPV 7 chỗ sẽ nhận được một số thay đổi về thiết kế và trang bị. Toyota Innova Crysta là một trong những mẫu xe MPV bán chạy nhất Ấn Độ sẽ nhận được phiên bản nâng cấp chào đời vào năm 2021. Innova Crysta còn được biết đến với tên gọi là Kijang Innova tại Indonesia hay Innova ở Việt Nam. Hiện tại, Innova Crysta đang ở thế hệ thứ 2, ra mắt vào tháng 11 năm 2015. Innova Crysta thế hệ thứ 2 sắp bước sang tuổi thứ 5 và chuẩn bị cho ra mắt phiên bản nâng cấp. Theo Idean Autoblog, Indonesia sẽ là thị trường đầu tiên đón nhận phiên bản nâng cấp của Innova và Innova Crysta Flagship sẽ ra mắt vào Ấn Độ vào năm 2021. Trang Idean Autoblog đã phác họa chiếc xe Toyota Innova Crysta 2021 dựa trên những đường nét của đàn anh Sienna 2021. Toàn bộ phần đầu xe của Sienna được bê qua Innova Crysta với kết cấu 2 tầng. Phía trên gồm lưới tản nhiệt giả và đèn pha, trong khi phía bên dưới là lưới tản nhiệt cỡ lớn và đèn sương mù. Hệ thống đèn pha được làm mảnh và kéo dài sang hai bên. Toàn bộ hệ thống đèn ở phía trước đều được sử dụng bằng công nghệ LED. Toyota Innova Crysta 2021 được trang bị bộ mâm hợp kim mới, đuôi xe có thể được làm mới bằng đèn hậu và cản pha. Tất nhiên, bản phác họa này chỉ mang tính tham khảo. Bên cạnh đó, xe có thể được bổ sung một số tiện ích như sạc không dây, camera 360 độ và tính năng đa cốp. Màn hình thông tin giải trí hỗ trợ cảm ứng là trang bị được mong muốn sẽ xuất hiện trên bản nâng cấp mới. Một số thị trường có thể sở hữu thêm các công nghệ an toàn như cảnh báo trước va chạm, kiểm soát hành trình thích ứng và cảnh báo sai làn. Vì là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời, Toyota Innova Crysta 2021 sẽ có sự thay đổi về sức mạnh. Mẫu MPV này vẫn được sử dụng hai phiên bản động cơ loại diesel 2GD FGV 2.4 lít và động cơ xăng 2TR FE 2.7 lít. Tại Việt Nam, Innova chỉ có duy nhất một động cơ xăng 1TR FE 2.0 lít cho ra công suất 137 mã lực tại vòng tua 5.600 vòng trên 1 phút và mô men xoắn đạt 183 N ở những giải vòng tua khoảng 4.000 vòng trên 1 phút. Hiện tại, Innova đang được phân phối ở tại thị trường Việt Nam với 4 phiên bản có giá dao động từ 771 tới 971 triệu đồng. Toyota Innova thế hệ hiện hành đang bán tại thị trường Việt Nam đã ra mắt từ năm 2016. Suốt 4 năm qua, xe không nhận được nhiều sự nâng cấp, đổi mới. Đây là nguyên nhân chính khiến Toyota Innova suy giảm tính cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc. Từ một ông vua trong phân khúc MPV ở tại thị trường Việt Nam trong một thời gian dài, Innova hiện tại bị thất thế để cho Mitsubishi Xpander vượt qua. Do đó, phiên bản nâng cấp là phiên bản cần thiết để Innova trở mình trước các đối thủ. Vừa rồi là cập nhật tin tức thị trường ô tô xe máy trong nước cũng như là quốc tế của Auto Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã tham gia theo dõi video clip này của chúng tôi. Nếu có bất kỳ đóng góp ý kiến nào, xin vui lòng comment bình luận ở phần phía bên dưới video clip. Nếu như các bạn cảm thấy những video clip của chúng tôi có nhiều thông tin và bổ ích, thì đừng quên bấm like và share video clip. Nếu như chưa đăng ký theo dõi thì hãy nhấn nút đăng ký theo dõi ngay bây giờ để chúng ta nhận được những video clip mới nhất với các trang tin tức đánh giá xe cũ, xe mới của Auto Việt Nam nhé. Còn bây giờ, xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.